Kính thưa quý vị, dịch COVID-19 đang hoành hành lây lan khắp toàn cầu. Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn cần sự chung tay của cả dân tộc chống lại dịch COVID-19 khi mà mỗi ngày số ca nhiễm bệnh liên tục được phát hiện. Và để chủ động phòng chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước diễn biến phức tạp của virus corona chủng mới được đưa ra và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3. Đây là cách nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cá nhân và tránh lây lan virus gây bệnh. Trên thực tế thì quy định này được người dân hưởng ứng như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự sau đây của chúng tôi. Những người đang xem những hình ảnh này sẽ mắc chữ O và miệng sẽ không thể thốt nên lời. Câu hỏi chung được đặt ra là những hình ảnh này ở đâu? Đáp án cũng đã có trong khung hình mà quý vị đang xem. Đó là hình ảnh xung quanh nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, công viên hay phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày đầu quy định này có hiệu lực, thì lượng khách quốc tế xuất hiện rất nhiều tại các khu vực này. Nhưng hầu như việc đeo khẩu trang và quan tâm đến dịch bệnh còn rất xa lạ đối với họ. Theo mình nghĩ thì nếu mà bắt đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi vậy thì những việc ăn uống hay này nọ hay là chụp hình thì nó sẽ rất là bất tiện. Thì mình thấy nó không hợp lý lắm. Hình ảnh ghi nhận được một hướng dẫn viên du lịch thuyết minh trước một đoàn du khách nhưng không hề trang bị khẩu trang. Hình ảnh các trẻ em người nước ngoài vô tư đùa giỡn bởi ngay cả cha mẹ của bé cũng không đeo khẩu trang. Sự chủ quan của những du khách này rất đáng quan ngại cho người dân tiếp xúc gần với họ. Ngoài du khách quốc tế, nhiều người Việt trong đó phần lớn là các bạn trẻ vẫn giữ thói quen tụ tập tại các quán xá, công viên để trò chuyện. Việc ngồi san sát với cự ly gần và không đeo khẩu trang như thế này sẽ rất dễ dẫn đến nhiều hệ lụy cho bản thân và mọi người xung quanh. Giữa một nhóm người nhưng chỉ có 1 đến 2 người đeo khẩu trang, một hành động vô tư cần cảnh báo. Theo mình thấy thì ngừa trước còn hơn là bùng ra rồi mới bắt đầu là chữa trị. Thì mình nghĩ là quyết định đó là đúng đắn. Bây giờ tình hình dịch là bây giờ đang diễn biến rất là phức tạp, cho nên là em nghĩ là mọi người cần nên khẩu trang, rồi cái đó là nên bắt buộc luôn. Hay khuyến khích cũng chỉ nhằm nhắc nhở ý thức của mọi người. Sự bùng phát của dịch bệnh là điều không ai mong muốn. Vì đeo khẩu trang không bắt buộc là phải khẩu trang y tế, mà tùy vào điều kiện của cá nhân. Vì hiện tại khẩu trang y tế là mặt hàng khan hiếm, đắt đỏ. Khẩu trang vải có thể bảo vệ những người có sức khỏe tốt, tuy nhiên phải chịu khó giặt, khử trùng thì có thể dùng lại. Thực tế là mình vẫn là đeo thường xuyên, trước dịch cũng vậy. Thì bình thường thì cứ đi ra ngoài thì đeo khẩu trang thôi. Nay thì để ý hơn là mình vệ sinh tay chân cho nó sạch sẽ hơn. Quy định đã được đưa ra và áp dụng trên cả nước, nhưng nhìn chung, việc thực hiện phải còn tùy thuộc vào ý thức của mọi người. Đặc biệt ở những nơi công cộng, các cơ quan quản lý nên có những hành động khuyến khích, yêu cầu hay bắt buộc người dân và du khách chấp hành nghiêm quy định. Mỗi công dân cần chung tay vì một hành động nhỏ sẽ mang đến một giá trị to trong thời điểm này.